Thì luật thuế thu nhập cá nhân đưa ra một nguyên tắc được gọi là nguyên tắc để khấu trừ thuế. Nguyên tắc khấu trừ thuế. Và nguyên tắc khấu trừ thuế này được gọi là nguyên tắc khấu trừ thuế tại nguồn. Tại nguồn đúng không? Các bạn thấy không ạ? Đây, nguồn đây này. Trước khi trả phần tiền cho người lao động thì bản thân công ty đã trích trừ và giữ lại người lao động một khoản thuế thu nhập cá nhân ở đây rồi. À, và như vậy thì người lao động hoàn toàn không phải là trong kỳ tự cầm tiền đi để đóng vào cho nhà nước, đúng không ạ? Ví dụ như với bảng lương này thì không phải là ông B trong kỳ ông ấy sẽ cầm 1.439.500 ở đây đi, ông ấy đóng vào nhà nước. Hay ông E ở kia, đúng không ạ, thì cũng không phải cầm 13.000 để đóng vào nhà nước nữa. Mà cơ chế này thì do công ty mà trả thu nhập cái này, trước khi trả lương này, sẽ trích trừ luôn một phần để thực hiện nộp vào trong ngân sách. Được chưa? Và tất cả cái động tác khấu trừ này thì công ty sẽ thực hiện trên mẫu là mẫu 05, đúng không ạ? Vừa nãy tôi có nói với chúng ta rồi. Đó. Vậy thì làm thế nào để biết công ty cần khấu trừ lương người lao động bao nhiêu tiền? Làm thế nào để biết được cái này? Vì sao cái công ty này của tôi vừa nãy tôi khấu trừ ở đây nó lại ra được con số này? Vậy thì chúng ta cùng đến với nhau với một nguyên tắc là khấu trừ tại nguồn này theo tỷ lệ như thế nào? Được không? Khấu trừ tại nguồn này theo một tỷ lệ như thế nào? Nguyên tắc này mà chúng ta không hiểu thì đến lúc về sau tất cả tội vạ gì công ty chúng ta sẽ phải công ty sẽ phải là người gánh chịu hết. Đây, tôi cho các bạn nhìn đây. Tôi cho các bạn ví dụ này. Tôi sẽ cho chúng ta một cái ví dụ về thanh tra thuế thu nhập, thanh tra thuế nói chung, và trong đó thì cái cục thuế của tỉnh này người ta truy thu thuế của một công ty. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là khi mà người ta kiểm tra thuế thu nhập cá nhân của công ty này này, thì người ta mới phát hiện ra là công ty này đã thực hiện đây này. Đấy. Là tính thiếu 62 triệu tiền thuế. Đấy là do là công ty chưa khấu trừ đủ tiền thuế đối với tiền chi phí đi du lịch. Đúng không? Cũng chưa khấu trừ đủ 10% đối với các cá nhân mà làm việc ngoài địa điểm đó. Và đồng thời thì cũng tính sai giảm trừ gia cảnh cho người lao động. Thế nên là cuối cùng thì 62 triệu này thì công ty không thu lại được người lao động đâu nhá. Mà cùng công ty phải nộp vào trong nhà nước trước. Thì tội vạ gì thì về sau thì công ty sẽ là người chịu đấy. Thế nên là cái việc mà chúng ta tính sai nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty đấy. Vậy thì chúng ta lấy một cái ví dụ của tôi đây. Tôi cho chúng ta cái biên bản này nha. Các bạn về các bạn xem thanh tra thuế người ta thanh tra như thế nào. Rồi, như vậy thì làm thế nào để xác định được nguyên tắc để khấu trừ về thuế thu nhập cá nhân tại nguồn, đúng không? Thì nguyên tắc này nhìn chung nếu mà các bạn học rồi các bạn sẽ thấy là nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà nếu mà các bạn nào mà chưa xem thì các bạn sẽ rất là lùng bùng. Thì mời cả lớp xem tôi cái sơ đồ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đó trong sách. Trong sách này thì của từ cái khóa 20 là tôi đưa thêm cái sơ đồ này vào vì tôi thấy là nó rất là quan trọng. Thì mời cả lớp nhìn qua giúp cho tôi là cái sơ đồ này của tôi, các bạn xem là có mấy cái logic mà chúng ta sẽ cần phải đặt ra để các bạn phân tích về số thuế cần khấu trừ nhé. Các bạn sẽ phân tích như thế nào để các bạn hình dung khấu trừ thuế này. Thì câu hỏi đầu tiên và nó cũng phân nhánh ra thành hai trường hợp đấy, các bạn nhìn đúng không ạ? Đấy là nó căn cứ theo cái gì? Căn cứ theo thời hạn của hợp đồng lao động, đúng không? Và người ta chia nó thành hai nhánh như vậy. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là chúng ta cần đặt ra câu hỏi này là người lao động đó thì thời hạn của cái hợp đồng lao động so sánh với cái mốc là nó có từ 3 tháng trở lên hay không? Đúng không? Có từ 3 tháng trở lên hay không? Đấy. Và nếu như mà trường hợp là nó từ 3 tháng trở lên thì các bạn cũng áp dụng cho tôi, đúng không? Là chúng ta sẽ thực hiện khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến luôn. Hay nói cách khác thì các bạn nhìn thấy cái nhánh đầu tiên đó là hợp đồng từ 3 tháng trở lên mà tôi khấu trừ theo biểu lũy tiến thế này, thì các bạn sẽ cứ hình dung là công ty tính bằng với lại người lao động tự tính. Tôi giải thích nôm na như này cho mọi người dễ hiểu gì. Ví dụ như cái ông B vừa nãy, đúng không ạ? Đấy, bởi vì hợp đồng lao động của ông ấy là hợp đồng trên 3 tháng chẳng hạn. Thì cái việc mà vừa nãy cái thằng ông B này ông ấy tự khai thuế đấy mà phải nộp là 1.453.000 ấy. Với cái trường hợp này là công ty phải khấu trừ trong đấy là như nhau. Và như vậy thì trong trường hợp này công ty sẽ khấu trừ vào lương của ông đấy một cái số như là ông ấy tự tính vậy. Được chưa? Khấu trừ theo biểu lũy tiến này,
Thế còn trường hợp cái câu hỏi đầu tiên này nó sẽ chia ra thành hợp đồng trên 3 tháng, thì nếu mà trường hợp là no có nghĩa là cái hợp đồng này làm sao dưới 3 tháng đúng không, thì chúng ta sẽ cần phải xem xét đến cái câu hỏi thứ hai đấy mọi người ạ. Cần xem câu hỏi thứ hai mình nhìn tôi trách này đấy. Vậy thì chúng ta cùng xem là cái mức thu nhập của chúng ta trả, mức thu nhập các bạn trả, mức thu nhập trả này của chúng ta thì nó có từ 2 triệu đồng trở lên hay không, lớn hơn hoặc bằng 2 triệu. Cái này là lớn hơn bằng 3 tháng, cái này là lớn hơn bằng 2 triệu này. Thì nó sẽ chia cái đấy này ra thành 2 này, các bạn nhìn được không ạ? Nếu mà thu nhập này của chúng ta là dưới 2 triệu đúng không? Thì nếu câu trả lời này của chúng ta là no, thì chúng ta sẽ kết luận luôn đó là công ty không phải khấu trừ thuế, không phải khấu trừ một đồng thuế nào cả. Đấy, ví dụ như là tôi đi trả tiền cho một bạn thực tập sinh đúng không ạ? Một bạn thực tập sinh thực tập ví dụ như là 2 tháng thôi, thì hợp đồng của bạn ý như vậy là dưới 3 tháng này đúng không? Và thu nhập tôi trả cho bạn ý ví dụ như là thực tập sinh, ví dụ như là tôi chỉ trả là 2 triệu một tháng thôi chẳng hạn, đúng không? À, xin lỗi, là ví dụ như là 1,5 triệu đi, thì tôi sẽ không phải khấu trừ một đồng thuế nào của bạn đấy cả. Thế còn nếu mà trường hợp mà từ 2 tháng trở lên này, thì bạn đặt cho tôi một câu hỏi thứ ba, các bạn có thể nhìn thấy đây này. Đấy. Thì một câu hỏi thứ ba đây là nếu mà ở đây các bạn có đủ điều kiện để làm cam kết hay không. Và cái cam kết này thì nó được gọi là cam kết 08 nhé, mọi người được sửa cho tôi cái chữ ở trong này này, là cam kết 08. Thì cam kết 08 này thì nếu mà đủ điều kiện làm cam kết thì chúng ta cũng không phải khấu trừ thuế. Nếu là yes thì các bạn cũng không phải khấu trừ thuế. Còn nếu mà là no có nghĩa là không đủ điều kiện thì các bạn kết luận cho tôi là tôi sẽ khấu trừ thuế 10% mọi người, chứ không phải khấu trừ theo biểu lũy tiến thôi nhé. Và như vậy trong tình huống này thì tôi sẽ cần phải khấu trừ là 10%. Và về cơ bản thì nó sẽ phân chia cái việc khấu trừ thuế của công ty này ra thành hai nhánh. Nhánh số 1 là khấu trừ theo biểu lũy tiến bên này, và nhánh thứ hai là sẽ các trường hợp khấu trừ 10% ở bên này. Mọi người hiểu sơ đồ này chưa? Rồi 10% trên thu nhập chịu thuế nhá. Đấy, mọi người hình dung được cái cách để làm chưa? Ví dụ như này này, tôi cho một cái ví dụ này đơn giản để chúng ta có thể hiểu này. Mọi người quay về cái bảng lương ở đây đi. Bảng lương BCE ở đây đi. Thì ví dụ này. Thì ví dụ như là BCE ở đây các bạn thấy rằng là đều là những cái hợp đồng mà đóng bảo hiểm và thứ rồi. Thế nhưng ví dụ bây giờ giả sử cái ông E này, thì các bạn nhìn là tổng thu nhập của ông ấy nhận được là 14.330.000 nhá. Được chưa? 14.330.000 này. Thế nhưng mà giả sử hợp đồng của ông E này đây chỉ là một cái hợp đồng thử việc thôi, hoặc đây chỉ là một cái hợp đồng thời vụ đúng không ạ, mà nó dưới 3 tháng thôi, thì khi đó không phải là tôi sẽ khấu trừ thuế của ông E này theo một cái cách biểu lũy tiến từng phần như thế này, là tôi sẽ phải khấu trừ 10% thu nhập của ông này, tức là tôi sẽ lấy 10% của 14.330.000 đúng không ạ, và số thuế khi đó phải khấu trừ của ông E sẽ là 143.000 bao nhiêu cơ, chứ không phải là 13.000 ở đây đó. Thì chúng ta hình dung được cách để chúng ta ứng xử chưa? Rồi phần khấu trừ thuế này có ai có hỏi gì không ạ? Em nghe hỏi chút là hợp đồng thực tập sinh lớn hơn 3 tháng lương 5,5 triệu khấu trừ 10%. Đúng rồi ạ. Hợp đồng thực tập sinh hiện nay thì về cơ bản người ta không xác định đấy là một cái hợp đồng lao động. Đúng không ạ? Thế nên là nó không phải là hợp đồng lao động thì nó không rơi vào trường hợp là hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Đó. Nên nó vẫn đang khấu trừ theo dạng là 10%. Hợp đồng dịch vụ cũng như vậy ạ, hợp đồng khoán cũng như thế ạ. Đây, thì vừa nãy bạn nào hỏi thì tôi xin gửi cái đường lên này, hợp đồng thực tập sinh, đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng có một cái hướng dẫn đấy. Thì mời các bạn xem trên cái thông tin này của tôi. Về cơ bản, thực ra nó cũng có một số trường hợp là quan điểm người ta cũng hơi khác một tí, nhưng mà ứng xử thì thực ra là nó sẽ đưa về cái dạng là hợp đồng không phải hợp đồng lao động nhiều hơn, tại vì là cái này trong luật lao động thì nó không có quy định liên quan đến đấy. Nó không có ràng buộc của cái hợp đồng lao động. Được chưa? Rồi, vậy thì khi mà chúng ta hiểu về cách khấu trừ thuế rồi thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta lập một cái tờ khai thuế này ở trên phần mềm nhé. Mời cả lớp mở cho tôi HTKK lên. Về câu chuyện đặt ra là bây giờ yêu cầu đặt ra là với công ty Conapass trong tháng 3 có trả lương cho 3 người lao động như thế này, và tổng số thuế cần phải khấu trừ của lương này là 1.453.400. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ tôi cần phải khai thuế của công ty này như thế nào? Thì các bạn hình dung là với công ty thì tôi không dùng mẫu 02 đúng không ạ, mà tôi dùng mẫu 05.
Như vậy thì các bạn sẽ dùng mẫu giúp tôi nhé là 05 kê khai thu nhập cá nhân. Được chưa? Thì các bạn nhìn từ 05 kê khai thu nhập cá nhân này. Đó. Thì ví dụ như đây là tháng 3 của năm 23 đi. Rồi. Mọi người mở HTK lên nhé. Thực ra thì cái thuế này tôi thấy khai nó cũng rất là cơ bản thôi, nhưng mà hình như bởi vì nhiều người làm cho công ty Việt Nam ấy, xong rồi là quen với việc là công ty không phát sinh thuế phải nộp nên không bao giờ làm tờ khai này cả. Nên mọi người không biết làm đâu. Thật đấy. Rất nhiều người không biết làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân luôn. Mặc dù là thuế này rất là sát sườn nhé, nhưng mà bởi vì chúng ta ít phát sinh thì chúng ta không biết làm. Như vậy thì khi mà các bạn khai thuế thu nhập cá nhân cho công ty này thì các bạn nhìn thấy này. À, khi tôi đi qua cái thông tin này các bạn nhìn thấy là tờ khai thuế thu nhập cá nhân nó chia thành hai nhóm nữa là tờ khai tháng và tờ khai quý ở đây. Như vậy thì làm thế nào để biết được ranh giới của tờ khai nào thì công ty nào sẽ khai theo tháng và công ty nào sẽ khai theo quý. Được chưa? Thì nó đặt ra một cái vấn đề ở đây là đối với việc cấu trúc thuế tại nguồn của tờ 05 này này thì chúng ta cần phải xác định được là công ty nào sẽ thực hiện khai theo tháng và quý, tức là kỳ kê khai. Kỳ kê khai đối với thuế thu nhập cá nhân nó được xác định như thế nào? Hiện nay thì kỳ kê khai đối với thuế thu nhập cá nhân thì nó đang ăn theo đó là kỳ kê khai của thuế giá trị gia tăng, tức là ăn theo cái thuế giá trị gia tăng này. Và chúng ta nhớ được một cái mốc đơn giản này thôi, đó là nếu mà trường hợp cái doanh nghiệp mà họ có doanh thu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng này và tổng doanh thu của họ là bé hơn hoặc bằng 50 tỷ, từ 50 tỷ trở xuống một năm, được chưa? Doanh thu từ 50 tỷ trở xuống một năm của năm kỳ trước thì doanh nghiệp này sẽ thực hiện khai theo quý, khai thuế theo quý. Thế còn trường hợp mà cái doanh thu này nó vượt hơn 50 tỷ thì doanh nghiệp sẽ thực hiện khai thuế theo tháng, đúng không? Đối với năm sau đó thì nó sẽ căn cứ theo doanh thu tính thuế giá trị gia tăng của năm kỳ trước. Thì đến bài về thuế giá trị gia tăng chúng ta sẽ lặp lại kiến thức này, nhưng hôm nay thì chúng ta nắm được luôn, được chưa? Mọi người hiểu chưa? Như vậy thì về cơ bản thì công ty nhìn chung thì các công ty nếu mà vừa nhỏ nhỏ ấy, thì thường là sẽ hay khai theo quý nhiều hơn. Đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta xác định sai thì về sau các bạn cũng sẽ bị phạt rất là nhiều tiền ấy, nên là chúng ta cần lưu ý cái điểm này. Vậy thì đối với tờ khai công ty của tôi này thì tôi giả định rằng là công ty Gonapass này thì khai theo tháng, đúng không? Và khai tháng 3 thì tôi sẽ điền các chỉ tiêu này như thế nào thì các bạn nhìn thấy này là cái tờ 05 này thì khai nó nói chung là nó chả có công thức gì mấy đâu, mà nó nói lên cái gì thì chúng ta điền đúng cái đấy vào thôi. Tờ khai này hỏi chỉ tiêu tên là gì thì chúng ta điền đúng cái thông tin đấy vào. Ví dụ như công ty này giả sử, đúng không ạ, là công ty này là tổng số người lao động là 3 thì các bạn điền vào đây là 3, rồi cá nhân cư trú cộng đồng lao động là 3 thì bạn cũng điền vào đây là 3, đúng không? Tổng số cá nhân bị khấu trừ thuế này đó, vậy thì tổng số cá nhân bị khấu trừ thuế thì nó khác như thế nào? Thì tôi hỏi chúng ta là trong cái bảng lương của chúng ta ấy, thì trong số cái người này thì có bao nhiêu người bị khấu trừ thuế ấy? Trong 3 người này này, B, C, E này thì có bao nhiêu người bị khấu trừ thuế? Đây, B, C, E đây. Thì có 3 người. 2, đúng không? Chính xác. Như vậy thì sẽ chỉ có 2 người bị khấu trừ thuế thôi. Và như vậy dưới này sẽ là 2 và 2 người này đều là cá nhân cư trú. Rồi. Thế thì phần 3, đúng không ạ? Là phần mà thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân cư trú. Ở đây thì nó cũng chính là thu nhập chịu thuế theo cái file này của chúng ta này. Đấy. Thì tổng thu nhập chịu thuế mà tôi trả cho cá nhân cư trú ở đây các bạn, nó sẽ là 61.900.000. Nó là cái cột A gì đây này, cột A gì của tôi đây này. Tổng thu nhập chịu thuế, đúng không ạ, trả cho cá nhân này là 61.900.000. Anh điển đâu ạ? Cái màn hình của anh nó quay điên rồi. Không nhìn thấy quay cả. Đây, đi nhìn lại lên đây nhá. Thế vì sao nó lại 61.900.000 là bởi vì thế này. Đây. À, nhìn được màn hình chưa? Lớp mình nhìn được màn hình lại chưa? Chưa, màn hình vẫn ở cái phần bắt đầu vào. Ok, thế thì đây, nhìn đây cho dễ vậy. Trên cái bảng này của tôi thì sẽ không có cái cột thu nhập chịu thuế đó, bởi vì các bạn sẽ nhìn thấy là tổng thu nhập của tôi ở đây này là tôi chưa gạt bỏ ra các cái thu nhập được miễn thuế ở đây, đúng không? Thì mọi người có thể hiểu đơn giản là đây là thu nhập, tổng thu nhập này là 67.090.000, nhưng sau đó tôi gạt bỏ đi, đúng không ạ, các cái thu nhập mà không phải chịu thuế, đấy là tiền ăn trưa và tiền điện thoại ở đây, tôi trừ 3 triệu và tôi trừ 2.190.000, thì phần còn lại chính là thu nhập chịu thuế. Thì
Đó. Thì trên file của tôi thì nếu mà trên bảng lương của các bạn mở ra ấy. Đây. Mọi người nhìn được bảng lương chưa? Lớp mình nhìn thấy bảng lương trên màn hình của tôi chưa? Rồi ạ. Rồi. Thế trên bảng lương của tôi thì các bạn sẽ nhìn thấy là cụ thể hơn thì bảng lương này của tôi chi tiết hơn. Đúng không ạ? Là tôi ngoài cái cột tổng thu nhập của tôi là 67.090.000 này, thì tôi còn tách riêng một cột là thu nhập chịu thuế ở đây. Đấy. Thế thì như vậy thì thu nhập chịu thuế của tôi ở đây tổng 3 người sẽ là 61.900.000. Thế mọi người nhìn thấy chỗ này tôi xăm lại chưa? Đó. Thì mọi người sẽ điền số là 61.900.000 này vào trong cái HTKK của chúng ta. Đúng đây, chúng ta điền vào trong HTKK. 61.900.000, được chưa? Và trong 61.900.000 này thì số thu nhập mà của cá nhân phải bị khấu trừ thuế. Thì các bạn thấy rằng là trong số 61.900.000 này thì chỉ có thu nhập của B và E là sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân thôi. Còn của C thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân gì ạ. Thế thì như vậy chúng ta chỉ cộng của gì ạ? B và E vào thôi. Và như vậy thì số thu nhập mà chịu thuế thu nhập cá nhân thì nó chỉ là 41.200.000. Ở đây các bạn điền đây là 41.200.000. Còn dưới này người ta hỏi là số thuế cá nhân khấu trừ là bao nhiêu thì chúng ta cũng điền đúng lên thôi. Tổng số thuế khấu trừ này là 1.453.400. Đấy. Sau đó thì các bạn cũng thực hiện ghi lại và các bạn kết xuất ra các bạn nộp bình thường. Thì tôi nhắc lại nhanh một chút liên quan đến việc mà tờ khai thuế đối với tờ khai của cá nhân này. À xin lỗi, tờ khai của công ty này. Thì để mà công ty khấu trừ được thuế thì các bạn phải có nguồn dữ liệu lên đây, đó chính là các bảng lương của chúng ta. Được chưa? Thì trên bảng lương này thì người ta sẽ xác định được về số lao động cũng như là số lao động nào phải chịu thuế. 3, 2. Thì trong số là 3 cái người này thì tổng cái thu nhập trả cho 3 người này là 61.900.000. Thế nhưng mà cái thu nhập mà trả để mà phải tính thuế cho hai cái người kia kìa, chỉ có hai người phải tính thuế này, thì cái thu nhập của hai cái người này chỉ là 41.200.000 thôi. Thì từ đây các bạn tính được số thuế phải nộp là 1.453.000. Và cái này nếu mà các bạn không có cái file gốc là cái bảng lương này này, hoặc là cái sheet worksheet của các bạn tính thuế riêng ấy, là các bạn không hiểu vì sao lên được số này đâu nhé. Ví dụ như kế toán chẳng hạn mà người ta chỉ gửi cho các bạn cái bảng này này, là các bạn không giải thích được là vì sao cái số này nó lấy nguồn từ đâu lên đâu. Nên các bạn cũng phải xem từ bảng lương lên. Được chưa? Đấy. Thì đây là cái cách khai thuế đối với công ty, và chúng ta sẽ lập tờ khai thuế của công ty hàng kỳ như thế này. Thì nó cũng nói chung là đơn giản thôi, đúng không ạ? Tờ thuế nhập cá nhân làm một lần thôi thì sẽ biết ngay thôi. Và kể cả cho các bạn là một cái công ty lớn hơn, ví dụ như khách hàng của tôi chẳng hạn, công ty có 4.000 lao động, thì các bạn thấy là chẳng qua số lượng lao động nhiều hơn thôi, nhưng mà thao tác các bạn làm thì hoàn toàn tương tự giống như này.